tiền mà phải đứng đợi xếp hàng vậy đó các bạn. Đông ghê. Nay mới chín tay đâu mà phải xếp hàng. Khổ lắm các bạn ơi, đi làm trong công ty rồi tới đi lãnh tiền cũng phải đứng xếp hàng vậy. Một số này là đổi xe rồi đợi đó các bạn. Ngân hàng xin hàn ban của ngân hàng Hàn Quốc đó các bạn. Bạn thấy không, đứng xếp hàng thì lâu lắm, có khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ mới nhận được tiền. Mà khi các bạn, để mình chia sẻ với các bạn, tại vì mình cũng là một thằng công nhân các bạn, mình hôm nay thì mình chưa có lương đâu các bạn, nhưng mà mình muốn đi trước là hôm nay là ngày mùng 9, mùng 10 mình mới có lương các bạn. Đúng là ngày mai mình mới có lương, nhưng mà hôm nay mình muốn là tranh thủ sắp xếp thời gian để mình chia sẻ cho các bạn xem là mình đứng xếp hàng gì, nhằm khi là nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ lợi á. Nó những người mà đứng ở sau này là các bạn, nói như bà chỉ này ở sau là mình khi mình đi vô rút, nó là nhằm khi một số người ta đứng ở chổng ta rút rồi hết tiền các bạn, nó mình đi vô mình rút mình hết tiền, nhưng mà trong thời gian mình chờ đợi đó nó lâu lắm các bạn, đâu phải là khỏe gì đâu. Nó này là mình đi làm ra, nó một số người đi làm ra rồi về ghé rút luôn, còn một số người á là người ta ở nhà người ta đi lên ta rút. Còn mà mình nói riêng là một số người mà đi làm các bạn đứng chờ mỏi mệt lắm, tại vì mình từng trong trường hợp đó mà mình hiểu đã mệt mỏi đi làm công việc nguyên ngày các bạn, 12 tiếng hoặc không là 8 tiếng mà bây giờ còn đợi rút tiền nữa, như gì cực khổ lắm các bạn, đâu phải sướng gì đâu. Nó nói không các bạn thấy không, một mấy người mà còn ngồi ngoài kia nó là như vậy, là đợi người thân mình rút tiền nó, mà những người thân đó là cũng đâu có phải là được ở không đâu, người ta cũng là đi làm đó các bạn, nhưng mà phải
chờ đồng tiền. Tại vì những ngày này cuối tháng rồi các bạn, hết tiền hết rồi, phải là bắt buộc phải rút thôi. Một cái ngân hàng khác đó nghe các bạn, ngân hàng này là cũng là của Việt Nam mà hợp tác với là Hàn Quốc nha các bạn, với tên là Vongibank. Các bạn cũng thấy không, người ta cũng là ship hàng đi đó các bạn. Ở trên này là nó phải theo một cái nguyên tắc nó gì đó, mình muốn để tiền, người nào đến trước thì người ta sẽ vô trước, còn người nào đến sau thì mình sẽ nối đuôi ship hàng như vậy hoài. Đó, còn những ai là rút rồi là người ta sẽ về các bạn. Gì thôi. Công ty luôn nha các bạn, Vietinbank các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó người ở trọng đứng cứng ngắc ở trọng đó các bạn. Đông lắm các bạn. Đó, đứng là rút tiền không ra. Đó, những ai mà ta rút ra rồi người ta ra đó các bạn thấy không? Công ty này nó nhiều cái màu áo lắm các bạn, màu áo đỏ, màu áo vàng.
bằng một số người ta rút phong gành đấy các bạn, người ta bấm nó hơi bị lâu. Cơm bánh nha các bạn. Nói chung bây giờ bữa giờ cũng hiện đại lắm các bạn. Trước công ty là nó mở mấy cái chủ để mình rút tiền các bạn. À, mới chín tay thôi đó các bạn. Đây máy này có một máy phải ít người. Không có tiền rồi các bạn ơi. À, ai rút được người ta sẽ ra đó các bạn. Còn ai chưa rút được lại vô lại rút tiếp. Công ty này ở đây là nó lớn nhất của khu công nghiệp đó các bạn ơi. Bởi công ty nó nhiều một cái phòng rút lắm. À, các bạn có thấy không, bản số xe các tỉnh đều có. Chung là ở phòng rút nào cũng phải xếp hàng vậy đó, mà hôm nay là mới nhiêu, mới 9 tay thôi đó, mới 10 tay, rồi mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn xem, còn đông hơn gấp mấy lần này nữa.
khổ lắm các bạn, làm cực rồi. Làm cực rồi mà còn đi lãnh tiền nó còn cực hơn nữa các bạn. Công ty giờ nó hiện đại lắm, nó không có đưa tiền mặt cho mình đâu, nó chỉ chuyển khoản tài khoản cho các bạn. Nó rồi tới ngày nó chỉ đưa cái phiếu lương cho các bạn, là trong tài khoản của các bạn được bao nhiêu tiền, nó vậy thôi. Rồi á, tiền hay gì đó mình tự đi lại phòng, nó tự đi lại chủ những cây ATM nó của mạng của các bạn, mạng nào thì các bạn lợi đó rút, còn không hay rút khác gì đó nó sẽ tính phí các bạn, nó mình tự làm nên hết. Tiền bạc của mình là nó sẽ không đụng tới cái gì ấy cho mình vậy thôi. Rồi các bạn tự đi rút, hay là các bạn có tiền các bạn không rút để đó 10 tháng hay là 1 năm chờ các bạn rút vẫn còn y thinh đó. Nhưng mà đời công nhân làm gì có các bạn, khổ lắm. Tháng nào còn là phải đi rút liền tháng đó, chứ không rút tiền đâu để xoay sở cả tháng. Trước công ty đó một số này ăn là hồi đang chuẩn bị vô ca 6 giờ nữa các bạn.